Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là mình sẽ review cho các bạn về chiếc xe của mình đang chạy. Đó là chiếc Honda i10. Đó, mới vừa rửa xe xong, mới tinh ha. Đó, mới tinh luôn. Mà cái máy quay nó sắp hết pin rồi chứ không biết quay được bao lâu nữa. Thì cái chiếc này là cái đời của nó là 2010 nha các bạn. Đó, xe có cửa sổ trời. Đây nè, cái đó cửa sổ trời đây nè. Và sao là cái đuôi gió đó, cái đuôi gió này là mình mới lắp thêm, cho xe chứ cái anten nó là năm mùa trước đây nè, nhưng mà cái anten này là tháo ra không được, nên gắn thêm cái đuôi gió và sao nó nhìn thấy được hơn. Bánh rồi là còn mới tinh nè, đó mới rửa xong xe mới tinh luôn. Xe này á là các bạn thấy nó cũ cũ vậy chứ, nhưng mà chạy đồ nó đầm lắm, cái khung nó đầm lắm. Nếu mà cùng đời chiếc xe này thì nó có chiếc Morning á, Morning 2010 form cũ thì các bạn cứ lên test cái xe thử thì nó khác chiếc này một trời một vực luôn. Chiếc này xe nhập bản hàng đó, nó đẹp lắm các bạn. Nếu mà nhìn không kỹ á, không rành mà nhìn không kỹ thì nó giống như chiếc của Suzuki Celerio á. Thì hiện tại là chiếc của mình là đang chạy được tám mấy nghìn cây mà còn ngon lắm, máy móc đồ. Cái này lên cao tốc là nó chạy được, mình chạy được một trăm mấy á, chạy mà nó im ru à, trong im ru à, nó không có kêu chút nào hết á. Hồi trước á thì mình chạy chiếc Spark thì nó đời 2011 màu xanh lá đó, thì cái chiếc đó số sàn là sao mà này nó đạp trong thành phố á. Nó cực quá. Sau này mình mượn tiền mình mua chiếc Honda City, mình chạy được thời gian, nhưng mà sau đó mình thấy phí tiền quá cho nên mình bán chiếc City, mình trả nợ mình đổi lại chiếc này. Nói chung mình thích mấy chiếc nhỏ nhỏ như vậy nè. chạy trong thành phố quá, nó mình để dưới hè, mình để chỗ nào mình để được hết, ngay cả trong những cái hẻm nhỏ nhỏ mà mình có đi đâu mình quẹo vô, mình quẹo thoải mái, xe cộ đồ không ai nói tiếng gì hết á, không có ai nói tiếng nào hết. Còn nếu mà mình đi ngoài mình cái nữa là nó đỡ tốn xăng, xe thì nó nhỏ cho nên nó đỡ tốn xăng, cái đó là cái chuyện đương nhiên rồi đó. Thì đối với những cái xe mà form nó cũ vậy là trong cái dòng mà Spark Morning đồ thì cái chiếc này là mình thấy được nhất trong tầm giá, nó khoảng những cái năm sản xuất nó khoảng tầm 2009, 2010, 2011 đó, quanh quẩn những cái đó là mình theo đánh giá của mình là cái chiếc i10 này là nó ok nhất, cái giá nó tốt nhất. Và cái xe này là mình thấy đăng là ít người bán, nó không phải như chiếc Morning đời cũ thì nhiều người bán, cái giá nó cũng tầm cỡ này, nó khoảng tầm 200 mấy triệu. Thì 200 mấy triệu là các bạn mới mua được tự động mà cũ á, tự động cũ xe nhỏ trong 3 dòng, khoảng 200 mấy mới mua được. Còn nếu mà 100 mấy là chỉ số sàn thôi, cái sàn mà đời nó phải sâu xíu. Còn 200 mấy á, 200 mấy mà firm mới á, thì nó là số sàn chứ không có được tự động. Mà 200 mấy mà tự động thì nó chỉ khoảng được tầm cái đời 2010, 2011. Đó, thì sẵn đây cho các bạn coi cái nội thất của nó. Tay lái, ghế ngồi, ghế thì ghế da toàn bộ hết, ghế da từ đầu hết. Đó, cái tay nắm nó cũng tương đối thôi, tại vì cái người chủ trước người ta đi, người ta không có bọc lại á, là mình chạy mình cũng không có bọc lại, mình bỏ thí nè, cho nên nó bị chày cái này. Thì xe chạy mấy chục nghìn cây thì nó như vậy là đúng rồi. Nó nội thất trần đây nè, cửa sổ trời nè, đó mở ra chưa có bật lên, đề máy lên các bạn nghe thử coi nó im không nha. Đó, cái tiếng đề máy lên đó, thì nó vậy. Cái này mình lắp thêm cái màn hình nhỏ này thì nó tiện nhiều cái lắm đó. Nhạc thì ok rồi, nhạc thì tốt. Đề máy lên cái cục này là cái cục cảm biến, cái chủ trước người ta lắp thêm á, lúc mà mình ve lại là nó kêu, mình ve lại mà gần trúng cái gì đó là nó kêu đó. Hộp lấy đồ, ghế da đó, cửa sổ trời đã không, có 200 mấy à, xe được cửa sổ trời nhẹ nhẽo đâu ok lắm đó.
thôi bây giờ cô chạy ra ngoài cửa hàng đó, cô coi cái nào được cái thì cô lấy về đây để làm cho nó xong luôn chứ. Thì cái này dạ, thì để con trả thôi, nói chung là trả chắc nó cũng lấy, con trả thử. Dạ. Chủ nhà mới vừa gọi các bạn ở bên quận nhất đang lắp mấy cái thiết bị hoàn thiện cho quán cà phê mình thi công á, mà chủ nhà bên đó khó, bây giờ là cái labo mình mua cho cái labo bằng đá luôn mà vẫn không chịu đó. Dở cái máy lên cho các bạn coi. Cái máy thì cái trong cái máy này mình không có vệ sinh, mình không có vệ sinh các bạn, mình để y nguyên vậy luôn. Mình cái kiểu mình không thích vệ sinh cái máy, mình thích nó để cũ cũ vậy đó. Cái máy nó kêu nhẹ nhàng lắm, kêu nhẹ nhàng luôn. Dạ đúng rồi. Đang bật máy kêu nhẹ nhàng luôn. Thì cái này có thể chút nữa là mình ở đây là cái khu này là cái khu quận chín các bạn, thì gần cái đường cao tốc, thì có thể là mình sẽ chạy thử một đoạn trên đường cao tốc cho các bạn coi, để coi được cái tốc độ của nó với lại cái khả năng chạy của nó tới cỡ nào. Thì bốn cái bánh của nó là bốn bánh zin luôn, chưa độ nó lộn, chưa có thay bánh mới thì nó cũng tương đối, nó cũng mòn rồi, nhưng mà thấy chạy nó ok đó, không có vấn đề gì hết. Tắt máy nó nhạt nhẽo. Hết pin rồi chứ. Cái cửa sau của nó nè đó. Cái cửa sau thì nó cũng tương đối là rộng rãi đó. Mình thấy cái chiếc này nó ok quá mà lại thấy ít người review, trong khi mình đang chạy nó, thì thôi sẵn mình review luôn cho các bạn. Nhiều khi mua xe có thêm một số cái thông tin để mình lựa chọn, một số góc sân để mình lựa chọn. Này, cái cửa mở ra được cái góc rộng đó, cái cửa mở được góc rộng. Xe này chạy gia đình là quá ok luôn các bạn. Hoặc là các bạn mới mua xe các bạn đừng có mua xe mới làm cái gì hết, các bạn mua xe cũ vừa thôi. Các bạn chạy một thời gian, tại vì cái lúc mà các bạn mà mới mua xe thì các bạn chạy đi, nó tương đó nó chưa có rành nữa, thì mình khuyên các bạn không nên mua chiếc xe mới làm gì hết. Với lại lúc đó tùy theo cái tình hình tài chính của mình thôi, chẳng hạn như lúc đó tài chính mình ok dư giả thì mình cứ mua thôi, không có vấn đề gì hết. Còn các bạn mà tài chính mà các bạn phải cân đối thì các bạn phải suy nghĩ là chẳng hạn như bây giờ mình mua chiếc xe mấy trăm triệu đó, thì bây giờ mình cắt giảm lại chút xíu, mình mua chiếc xe nó cũ hơn xíu, mình chạy mình trải nghiệm chiếc xe nó trước cái đã. Chủ nhật mà cũng phải chủ nhật mà phải điều hành đó, nó cái nhà bên đó đang sắp sửa hoàn thiện rồi đó, tùm lum việc á, nhà bao việc. Cái khu này mát lắm các bạn. Thì nói thêm với các bạn là nhiều khi á các bạn mới mua xe, các bạn đâu có biết mình thích chiếc xe nào, mình thích cái dòng nào, cái dòng sedan hay là cái dòng hatchback, hay là cái loại nào, mình chưa có chạy với nhiều mà mình chưa có biết chạy trong thành phố nó làm sao, rồi chạy ngoài cái tốc nó làm sao, rồi mình mua về mình có đi nhiều hay không. Mình không có biết được trước mấy cái đó, nên các bạn mua xe mới thì tốt nhất là mua xe cũ, nhưng mà xe cũ thì cũng vừa phải thôi. Ví dụ như các bạn không có rành về xe thì chẳng hạn như chiếc xe mấy chục triệu nó không có, mà trăm mấy nó không có, thì hồi trước mình cũng vậy thôi, mình không có mua cái mình mua cái xe nó tầm vừa thôi, nó mua xe 200 mấy. Hồi trước mình mua chiếc xe bắc, chiếc đầu tiên đó là xe bắc xanh lá, là mình mua 230 số sàn 211 á, đó là chủ yếu là các bạn coi cái số km người ta đi á, thì lúc đó cái xe nó mới chạy có 30,000 thôi, mà mình lúc đó mình mua xe đó cái giá nó tương đối, nó cũng không có rẻ mà nó cũng không có cao, nó cũng vừa. Nói chung mình đâu có rành xe đâu, mình cứ vô mình với chủ xe đó mình thảo luận giá đồ này kia, là mình ra hãng mình test cái là mình đem về thôi, lúc đó chưa biết chạy nữa. Sau này á mượn tiền điện thoại em máy mới hết pin các bạn, mới vừa sạc pin. Có đem theo cục sạc di động á, vừa mới sạc pin xong. Thì lúc nãy nói tới cái chuyện mà xe thì nói tới cái chuyện xe nào đi phù hợp như thế nào á.
thì các bạn nên cân nhắc mua cái xe như thế nào cho nó hợp lý trước. Cái thứ nhất là cái đường xá trong thành phố á, thì trong thành phố thì đường nó nhỏ, chẳng hạn như các bạn ở những cái tỉnh xung quanh như mà như là Bình Dương, Đồng Nai đồ thì đường xá nó ok, hoặc là những mình ở những cái vùng giáp ranh thành phố mà mình, nếu mà mình làm ở trong cái khu vực đó không á, mình không có phải mà đi đi dạo trung tâm nhiều, thì các bạn thì xe có thể là các bạn mua xe nó cái xe sedan, chạy nó sedan nó im hơn. Còn các bạn mà di chuyển như thành phố nhiều á thì các bạn nên chọn những chiếc Nam Bắc thôi. Khi các bạn mua sedan á, rồi xong rồi mình chạy một thời gian á, mình chạy trong khoảng lúc đầu mình chạy thời gian mà mình thấy mình chạy không được á, mình chạy không được là mình chán bán á, là lúc đó lãng phí tiền. Vì cái tâm lý cái lúc đầu mà người ta mua á, người ta mua lúc nào á, ta cũng các bạn cũng suy nghĩ là mình mua chiếc đó mình chạy luôn, mình cứ mua mới đi là mình chạy luôn. Nhưng mà mình lấy cái xe về rồi á, thì mình chạy một thời gian á, thì cái lúc đó cái suy nghĩ mình lại khác. Đó, một là mình đổi xe, mình chạy thời gian mình chán cái xe á, mình đổi xe mình lên đời. Còn hai là mình thấy nó không phù hợp, thấy không phù hợp mình đổi. Đó, nhất là mấy cái chiếc bán tải á, thì ông anh mình có chiếc bán tải mà nó bự quá cũng để nhà không lấy đi đâu hết, chủ yếu đi lòng vòng uống cà phê đồ chơi, lâu lâu đi chơi. Còn cái chuyện đi chơi xa thì mấy cái chiếc mà cỡ này á là đi thoải mái rồi. Ngay cả những cái chiếc mà Spark mà đề tôm cũ á, tôm cái đó gọi là chiếc Matiz á, mấy chiếc Matiz á, mấy chiếc nhà tiếp chạy phượt xuyên Việt đồ chạy thoải mái, nhưng mà máy tốt. Nhưng mà theo mình thấy mấy chiếc Matiz á thì nó không bằng mấy chiếc Wagon, Suzuki Wagon á, thì mình thấy cái nó chắc nó đậm hơn, cũng tùy theo chiếc nữa. Cái đó mình không có bàn nó kỹ về những phần đó. Đó thì các bạn nên cân nhắc mấy cái đó để mà mua xe thôi, chứ ngoài ra thì nó không có gì hết. Đó thì một cái nữa là lúc mà mua xe thì nên lựa chọn xe mới hay là xe cũ. Thì nhiều người cái tâm lý mà cái tâm lý người Việt Nam mình thì thích mua xe mới là thích đập hợp thôi. Nhưng mà cái chuyện mua xe mới với xe cũ đó, nó chênh lệch cái gì? Nó chênh lệch cái tiền thuế mình đóng vào. Thường thấy lúc mà xe nó lăn bánh mới thì giá nó cao lắm, giá nó cao hơn nước ngoài nhiều mà. Đó nên cái khả năng mà mua vay trả này kia đều tùm lum nữa. Còn xe cũ thì mua sở hư thì các bạn ra cửa hàng mua thì nó cũng chi phí thì nó trên khoảng mình tự đi mua thì nó trên khoảng 20-30 triệu gì đó, nhưng mà mua nó an tâm hơn thì người ta vẫn bảo hành cho mình. Nhưng mà cái chi phí lăn bánh thì lúc đó nó đã giảm được rồi, cái đời nó xuống chút xíu. Chẳng hạn như bây giờ 2019 thì các bạn mua cái chiếc xe nó tầm 2015-2016 là chạy là nó quá ok, quá ổn định rồi. Chứ nếu mà cái đời sau hơn chút xíu nữa, 2007-2008-2009 thì còn nghi ngờ về cái chất lượng, không biết chạy được máy móc nó sao. Nhưng mà tới mà cái dòng xe ô tô 4 chỗ này thì máy móc tương đối thì nó tốt hơn những xe Honda của mình, những xe Honda 2 bánh. Chiều ở đây yên tĩnh lắm rồi. Mấy bữa nay mình bị ho cho nên hơi giọng nó hơi khàn khàn. Nói nó hơi khó nghe. Cái giọng mình nó cũng không được hay lắm nữa. Thì chút nữa mình sẽ có thể thôi, có thể để coi giờ này nó có kẹt xe không, để mình chạy lên cao tốc mình test thử. Thì thực tế cái xe này nó có cái nhược điểm là nó cái gầm xe nó hơi cứng. Cái dòng xe nó hơi cứng, nó không có im như cái chiếc mới bây giờ, thì cái đó là đúng rồi. Cái đó là điều hiển nhiên, là không có thể nào mà xe đời cũ mà nó bằng cái xe đời mới giờ hết. Nhưng mà chạy thì cái khung gầm nó chắc chắn lắm. Các bạn cứ leo lên chạy thử đi là mình cảm nhận được liền. Thì dự định thì cuối năm nay mình có dư một ít tiền thì mình cũng lên cái đời xe, nhưng mà tới á, nhìn đi nhìn lại thì mình cũng tiếc cái chiếc này. Chiếc này mình thích cái form đầu này kia, tất cả thứ mình cũng thích, mình thích xe này đó. Mình bán bây giờ mình cũng tiếc. Nhưng mà một nửa còn lại thì mình mất lên đời xe. Xe mình cứ chạy năm rồi mình gom gom mình có tiền mình lên đời xe khác. Mình trải nghiệm được xe khác thì nó cũng hay, nó cũng thú vị cái đó. Nên các bạn nên cân nhắc cái đó nữa chứ. Cái tâm lý người Việt Nam mình đó là hay tâm lý ăn chắc mặc bền, cứ mua cái gì mua xài chừng nào mà nó hư thôi, điện thoại được vậy nữa. Nhưng mà bây giờ khác rồi các bạn. Năm 2019 rồi. Mình thích gì mình mua gì, thời gian sau cái thị trường nó khác, cái thị trường cái thế giới nó ra những cái mới mới nhất tiên tiến nhất mình cập nhật nó thôi. Mình có tiền mình mua cập nhật nó iPhone cũng vậy nữa. Còn năm nó ra cái nó ra liên tục, nó ra mua không kẹt luôn. Mà iPhone thì mình không thích cái dòng iPhone. Mình đang xài cái Samsung Note 8 mà mình ghi chú, mình đi ra ngoài công trình mình ghi chú rồi này kia. Rồi ha, thì bây giờ lái thử.
lái thử để coi cái lái xe coi nó mượt không mình nha. Rồi tới đây thì video cũng xin kết thúc ở đây, xin chào các bạn.